Đạo diễn Đường Dịch, với sự tham gia của các diễn viên chính Lâm Phong trong vai Thân Lực Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Tô Vật Thanh, Phương Trung Tính trong vai Tề Dương, Tôn Diệu Kỳ trong vai Tào Ý Ân, Ứng Hạo Minh trong vai Ngôn Việt Đông, Quách Nhế Khuê trong vai Cung Nhuế Khê, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch: Từ Tiểu Bằng, Phó Bân. Nhà sản xuất: Từ Tử Huyên, Tôn Trung Hoài. Bộ phim Lục Phiến Môn. Tập 20. Tôi nhớ lúc chúng ta tới Hà Giang để tìm tung tích của Giang Công Công thì bầu trời cũng đầy sao như vậy. Hôm đó chúng ta nói rất nhiều. Thật ra tôi không biết cách ăn nói với các cô nương. Thật ra tối hôm qua tôi không phải cố tình giả bộ ngủ đâu, mà là tôi không có can đảm, không có can đảm nghe cô nói những lời đó, không có can đảm ngồi dậy nhìn mặt cô. Huynh không có can đảm nhìn mặt tôi, hay là không có can đảm đối mặt với quá khứ? Quỳnh nói đi. Tôi... Trời ơi, tôi mặc kệ Quỳnh luôn á. Chừng nào ông Dư Công Công này mới tới đây, kêu tôi tới đây chờ. Chờ tới lúc nào nữa đây chứ? Tôi không chờ nữa, để tôi đi coi thử. Thân Lực Hành, Thân Lực Hành, mau qua đây đi. Lực Hành, lão thân vừa về, thuở nhỏ nhà nghèo đã tới đường cùng, tịnh thân vào cung, không còn không cái tuổi già cô đơn. Nếu gặp người tốt là phúc của vừa về, công ơn mai táng kiếp sau báo đáp, vừa về dập đầu. Coi ra lão công công đã tự tử nhiều giờ rồi. Chúng ta hãy chung cất cho vừa công công đi. Khi còn trẻ, với công công ở trong hoàng cung đã gặp rất nhiều chuyện. Người sống trên đời, phú quý không bằng hoàng gia, nghèo hèn lắm cũng như vậy. Thì ra tới cuối cùng cũng không tránh được sinh tử. Cho nên càng phải nên trân trọng người ở trước mặt.
Xem ra bây giờ thì mọi chuyện phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Nếu như Giang Lan còn chưa chết, nghĩa là ngay từ ban đầu Lục Phiến Môn đã đi lạc hướng. Vậy thì người sát hại là ai đây? Nếu như là đám người Lưu Cát biết được bí mật này thì sợ bất lợi cho cậu. Dương gia, vậy chúng ta mau chóng nghĩ cách thôi. Không biết Dạng Liễu có biết những bí mật này không? Cũng có thể Dạng Liễu cũng không biết gì về những bí mật này. Dương gia, Ngôn Bộ Khoái tới rồi. Mời vào. Dương gia, tôi đã hỏi Dạng Liễu rồi. Hắn nói hắn chỉ giết Giang Lăng thôi, chứ không hề rạch mặt Giang Lăng. Tại sao tự nhiên đệ nghĩ ra chuyện này hỏi Dạng Liễu vậy? Là Triệu Công Công nghe nói Giang Lăng còn sống, cho nên rất quan tâm chuyện này. Triệu Công Công đã nói ông sẽ phái người điều tra về vụ của Giang Lăng. Xem ra tất cả mọi chuyện càng... Bây giờ chỉ có tìm được Giang Lăng thì mới biết được mọi chuyện. Đúng vậy. Nè, uống thuốc đi. Nè, nè, trời ơi, mũi coi đi. Trời ơi, mũi coi nè. Lăng ca, chúng ta đã đi tới đâu rồi? Sơn Đông. Mũi làm gì vậy? Sao mới tới đây thôi vậy? Mũi sức khỏe của mũi không tốt, làm sao có thể chịu được đường xa chứ? Đi thôi, mình đi chậm như vậy mới tới Sơn Đông, chậm quá rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe cái đã, đi đâu cũng được mà. Hay là như vậy, huynh đi đi. Mũi đang nói cái gì vậy? Làm vậy sao mà được? Mũi đó, cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Mũi nói thật cho huynh nghe, bây giờ mũi bệnh lên bệnh xuống hoài, lộ phí trên người cũng không còn nhiều. Trời không... ơi. Nè, được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Nè, nghỉ ngơi cho khỏe, ha. Nghỉ ngơi đi. Muội cứ nghỉ ngơi nghe. Lịch hành xong chưa? Tôi hỏi ông đó. Lúc nãy. Có phải lúc nãy thần lực hành nói với ông không được cho tôi biết chuyện nấu thuốc đúng không? Cái tình đáng ghét này cứ đem người khác ra đùa giỡn. Hả? Mình ấy nói nếu muốn biết ông có thành thật hay không thì phải nói một bí mật với ông, coi ông có thể giữ kín hay không. Vậy thân công tử lại chọc ghẹo tôi rồi. Tiểu thư, hắn kỳ cục ghê. Chứ còn gì nữa, tôi đã nói người trong nhà bếp chúng ta thành thật lắm kia mà. Nè, để tôi coi tay ông thử. Rồi, chuyện nhỏ không sợ. Đã xong chưa? Cô bưng cho cậu ấy nha. Đại phu, bệnh nhân ở đây. Trời, từ từ thôi. Từ từ. Quỳnh lấy đâu ra tiền mời đại phu? Đừng có nói nữa mà. Để tôi bắt mạch trước. Có đáng lại gì đâu, đừng nói nữa. Nè, em tay để im nghe. Anh nằm xuống, từ từ. Đại phu, em thế nào rồi? Khó nói lắm. Là sao chứ?
Cho dù lão phu có y thuật tốt cũng không có thuốc cứu mạng bãi. Bệnh này có thể trị được nhưng mà trị không khỏi. Là thuốc gì mà quan trọng tới vậy? Xin cứ nói, tiền bạc là chuyện nhỏ. Đây không phải là chuyện tiền bạc. Thuốc đó bán ở đâu? Kinh thành. Hơn nữa chỉ có trong Thái Y Viện, cho nên nếu ông muốn chữa thì phải tới kinh thành tìm kiếm danh y hoàng gia. Được. Đây, ông vất vả rồi. Vất vả rồi. Được rồi. Ông về nghe. Được. Sao lại giấu tôi bệnh tình của huynh chứ? Vừa nghe phá án là tôi lấy lại tinh thần, không trả án là lại tái phát. Vừa nhắc tới án mạng là vui vậy sao? Huynh có biết là huynh như vậy tôi thực sự rất lo không? Thật ra cũng không phải như vậy. Vừa vì phá án, cũng vì lo lắng cho cô nữa. Nếu như tôi không tới kịp thời thì cô đã bị mấy tên vô lại kia bắt nạt rồi. Ai cần huynh quan tâm? Nói không chừng người ta bắt tôi về làm áp trại phu nhân thì sao? Bị huynh pha đám làm mất cơ hội luôn rồi. Nếu nói như vậy toàn là lỗi của tôi rồi sao? Hay là như vậy đi, đợi sau khi tôi khỏi bệnh rồi sẽ đích thân đưa cô tới đó. Hả? Tôi còn phải xin Dương gia của hồi môn, hơn nữa còn phải tự bỏ tiền để mướn người đánh trống thổi kèn đốt pháo tiễn cô xuất giá. Tôi dắt cô tới chỗ cái tên Hà trại chủ gì đó để cô được làm áp trại phu nhân, có được hay không hả? Huynh đàng hoàng chút đi được không? Đau. Chỉ biết giả vờ, mặc kệ huynh luôn. Tôi đau thật mà. Thật hả? Tôi để tôi coi thử. Lần này huynh sẽ không đi nữa. Huynh sẽ ở lại đây cố gắng dưỡng thương. Muội cũng sẽ canh chừng huynh thật kỹ cho tới khi huynh khỏi bệnh. Há miệng ra đi. Để làm gì? Thì uống thuốc đó. Dân à, từ khi trong phủ xảy ra chuyện, Thúc cũng không lo nổi cho mình nữa rồi. Thúc chỉ sợ Thúc không thể giúp con á. Thúc phụ, bây giờ mẹ của con đang bị bệnh rất là nghiêm trọng. Con phải mau chóng tìm đại phu giỏi nhất trị bệnh cho mẹ. Nhưng mà tiền khám và tiền thuốc đã vượt quá khả năng của con rồi. Cả tiền nhà con cũng không còn trả nổi nữa. Không biết là thúc phụ có thể cho mẹ con ở nhờ được không? Nhưng mà không phải Lưu đại nhân vẫn luôn giúp hai người sao? Lưu đại nhân cũng đã giúp hết khả năng luôn rồi, không thể đi nhờ giả nữa. Nói như vậy Lưu đại nhân mặc kệ hai người rồi hả? Là không nên nhờ giả nữa. Thật ra thì những đại phu ở kinh thành toàn chỉ là hư danh. Nếu như y thuật của họ cao minh, sức khỏe của mẹ con cũng không càng chữa càng yếu. Đám người này chỉ trị người giàu không trị người nghèo, toàn là lừa gạt thôi. Nhưng mà bệnh tật giống như vực sâu không đáy, con có mượn bao nhiêu tiền cũng sẽ không có đủ đâu. Nhưng mà con không thể nhìn mẹ con cứ đau ốm như vậy hoài. Ý của Thúc là con không cần tin lời đám danh y kia. Thúc có quen một vị đại phu, y thuật cũng rất cao minh. Quan trọng nhất đó là một vị lương y sẽ không gạt con đâu. Thúc phụ, vậy thì người có thể dắt con tới gặp vị đại phu đó không? Nhưng mà trên người của con có bao nhiêu tiền? Con, trên người con không còn nhiều ngân lượng. Đây là số ngân lượng mà con có. Vậy Thúc sẽ đi hỏi giùm con trước. Hay là con về nhà đi, đợi tin của Thúc nha. Vậy thì xin nhờ vào Thúc phụ. Biểu muội à, sao muội lại ngồi dậy? Nè, mau nằm xuống. Muội nằm trên giường cả ngày rồi còn gì nữa, ngồi một lát cho khỏe.
Ngồi dậy cũng được, ngồi dậy cũng được. Ê nè, nè nè Lăng ca. Hả? Nói thật thì mặc dù hai chúng ta không phải phu thê, nhưng mà lại có tình nghĩa của phu thê. Năm đó huynh cũng bởi vì muội cho nên mới phạm tội như vậy, còn bị bắt, gặp bao nhiêu nguy hiểm, còn chạy về nhà cũ tìm cây trâm cho muội. Tình cảm nhiều như vậy, chỉ sợ nam nữ trên đời này cũng làm không được. Biểu muội à, sao hôm nay muội nói những lời như vậy hả? Bản thân muội tự biết mệnh của muội. Đừng nói bậy. Thật đó Lăng ca, muội cảm nhận được mà. Bây giờ muội chỉ xin huynh một chuyện, nhân lúc muội vẫn còn cầm cự được, hãy đưa Tiêu Khê trở về cố hương. Nếu có thể chết ở đó cũng coi như đã mãn nguyện rồi. Huynh sẽ đưa muội lên kinh thành trị bệnh á. Khó khăn lắm mới thoát ra được, quay trở về nếu như bị phát hiện thì cũng sẽ phải chết. Chúng ta đã sống ở trong đó thời gian lâu vậy rồi, không có sao đâu hả? Bây giờ đã không còn như trước, bí mật đã bị phát hiện, chúng ta hoàn toàn bại lộ. Quay mà còn hại chết rất nhiều người. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, chỉ cần muội mạnh khỏe là được rồi. Muội đó, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi ở đây đi. Nghe huynh sắp xếp, bây giờ huynh sẽ đi mướn xe, chúng ta sớm về kinh thành ha. Lăng ca, cây trâm của muội vẫn còn ở trên giường, huynh giúp muội lấy nó lại đây đi. Muội đừng có lo, huynh tìm giúp muội. Thuốc của cô xong rồi, sắc cẩn thận. Ngồi đi. Tôi đi ha. Nè Y Ân à, sắc mặt của con không được tốt lắm đâu. Vì trị bệnh cho mẹ của con lo lắng ngày đêm, đương nhiên sắc mặt không được tốt lắm. Con là Thiên Kim đại tiểu thư mà bây giờ phải chịu cảnh này. Thúc phụ cũng không phải người ngoài, nghe thúc phụ khuyên một câu đi, tìm một gia đình tốt để khỏi chịu khổ như vậy nữa. Thúc phụ, số ngân lượng đó có đủ trị bệnh cho mẹ con không? Bạc thì thiếu một ít, nhưng mà con đừng có lo, lát nữa thúc sẽ nói chuyện đàng hoàng với đại phu, chắc là không có chuyện gì đâu. Đã làm phiền thúc phụ. Y Ân à, con ngồi chờ một chút, chuyện với Tiết đại phu. Tiết đại phu à. Hả? Ông coi. Ông cảm thấy thế nào? Tiết đại phu, đây là cháu tôi Ý Ân. Tiết đại phu, mẹ của tôi. Không cần nói đâu, Tiết đại phu đã đồng ý khám bệnh cho mẹ con rồi đó. Tiết đại phu, nhà tôi tạm thời hơi khó khăn, nếu như ngân lượng không đủ, có thể nợ lại được không? Khám bệnh trước đã, cứu người khẩn cấp, có những thứ khác không quan trọng. Ý Ân à, thúc nói không sai chứ, Tiết đại phu là người rộng lượng, cứu giúp người bệnh. Ở trong kinh thành không có đại phu nào giỏi hơn ông ấy đâu. Đa tạ Tiết đại phu. Nhưng không biết bây giờ bệnh nhân ở đâu vậy? Xin mời theo tôi. Biểu muội. Lăng ca, huynh đừng có trách muội, cuộc đời này muội sống đủ rồi, cũng đã chịu đủ rồi. Em biểu muội à, chúng ta trở về cũng không có sao, chỉ cần không gặp Thân Lực Hành là được rồi. Sao lại nói như vậy? Bởi vì trong mắt của hắn, cái người tên Giang Lăng đó đã chết rồi.
Hơn nữa, hung thủ giết tên nghiện nha phiến đó đã bị phán tử hình. Vụ án này còn do hắn đích thân kết án mà. Vậy người đã chết là ai? Là thế thân của huynh. Hắn bị nghiện nha phiến. Năm xưa hắn tự tịnh thân nhưng không thể vào cung. Sau đó huynh phát hiện hắn hữu dụng nên đã giữ lại bên cạnh nuôi dưỡng nhiều năm. Nuôi dưỡng nhiều năm sao? Đúng vậy, huynh cứ để hắn giả mạo huynh bán đồ cổ kinh thành. Thật không ngờ bị Tào Quyên phát hiện ra hành tung của huynh. Huynh cứ tưởng tất cả mọi chuyện chấm hết rồi, nhưng mà tên Dạng Liễu đã lập mưu giết chết tên thế thân đó, đồng thời giúp huynh có thể mai danh ẩn tích. Khê muội, những gì huynh nói đều là sự thật á? Trời ơi, có ghê quá à. Cho tôi vào trong. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi mẹ. Sao vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà. Là ai? Là ai đã làm như vậy? Tiểu gì? Sao huynh lại để mẹ tôi ngoài đường như vậy chứ? Thì là ông chủ kêu tôi làm vậy. Ông chủ sao? Mau kêu ông ta ra đây đi, mau lên. Cái gì vậy? Cái ông gì bộ mạo quá vậy? Tôi có làm gì mẹ cô đâu, không phải còn tốt lắm hả? Buổi sáng lúc tôi ra ngoài, bà ấy vẫn còn đang nằm ở trong phòng mà. Bây giờ lại bị ông khiêng ra ngoài như vậy, bà ấy còn đang mắc bệnh đó. Cô nợ tiền phòng của tôi nửa tháng rồi đó, làm sao tôi biết được cô có quay lại không? Ông đúng là một người chỉ biết vụ lợi. Ông có còn nhân tính hay không hả? Ê, các chị nói một câu công bằng đi. Lỡ như mẹ cô ta chết trong tiệm của tôi thì làm ăn. Ông câm miệng, câm miệng đi. Câm miệng cho tôi. Câm miệng lại đi. Được rồi, bỏ đi. Đi nhanh lên. Ông. Nè. Trị cho mẹ con quan trọng hơn, đừng chậm trễ nữa. Tiết đại phu, xin ông hãy mau chóng cứu mẹ của tôi. Nhưng mà không thể khám ở ngoài đường được, ít nhất cũng phải có một căn phòng đàng hoàng chứ. Ê, như vậy đi, cứ tới nhà thuốc đi. Dạ. Đại phu, mẹ tôi thế nào rồi? Còn cứu được không? Tuyệt mà. Tức là chuẩn bị hậu sự đi. Đại phu, tôi cầu xin ông hãy cứu mẹ tôi đi. Tôi sẽ không thiếu ông một đồng một xu nào hết. Bây giờ tôi sẽ đi mượn tiền ngay. Đường triều thủ phủ Lưu đại nhân là sư phụ của cha tôi, ông ấy nhất định sẽ giúp tôi. Đại phu, ông hãy cứu mẹ của tôi đi mà. Tôi cầu xin ông đó. Cô nương à, không phải là chuyện tiền bạc. Đại phu, tôi cầu xin ông hãy cứu mẹ của tôi đi mà. Tôi cầu xin ông đó. Tôi đã chăm cứu cho bà ấy rồi, chút nữa bà ấy sẽ tỉnh lại thôi. Có chuyện gì muốn nói thì hãy nói mau đi. Đại phu, thúc phụ, đại phu. Ân nhi. Ý Ân à. Mẹ. Tôi. Mẹ. Ân nhi à, đừng khóc. Đừng khóc nữa. Cha con tới đón mẹ đi rồi. Mẹ phải đi thôi. Con nhớ là mẹ bảo mẹ. Trọng nha. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà. Tỉnh lại đi. Ý Ân à. Mẹ ơi. Ý Ân. Con đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ con chỉ còn một mình thôi. Con phải tính toán con đường phía trước của mình đi chứ. Ê, nè. Thúc ở Tào phủ cũng đã nhiều năm rồi. Cha của con đối xử với người rất tốt. Hôm nay hai mẹ con còn khó khăn. Bây giờ Ý Ân cầu xin người một chuyện. Xin người mai táng mẹ của con để mẹ con về nơi yên nghỉ. Ý Ân nhất định sẽ báo đáp cho thúc. Này.
Các vị huynh đệ đều là anh hùng hào kiệt ở quan ngoại, gặp nhiều hiểu rộng. Hôm nay tôi tới đây là vì có chuyện cần hỏi đó. Đây đây, mọi người hãy nhìn cho kỹ. Có ai từng thấy ám khí này chưa? Chưa từng nghe luôn. Sao vậy? Còn có loại ám khí các vị chưa thấy sao? Không phải không có, mà là dùng nội lực để phóng cây kim này vào thẳng trong cơ thể con người. Nếu như không có đến 40-50 năm cực khổ tu luyện và có tu vi nội lực thì không làm được đâu. Đúng vậy. Nếu như có người có nội lực như vậy, nhất định nổi tiếng ở trong giang hồ. Mà trong giang hồ thì ai có thể sử dụng ám khí đê tiện này để giết người chứ? Đúng rồi. Tôi đã từng nghe nói ở quan ngoại có người sử dụng ám tiễn. Các vị có từng nghe nói có loại ám tiễn nào có khả năng bắn ra kim châm giống như vậy hay không? Tôi không có chuyện này. Tôi đã từng nhìn thấy rồi. Hả? Nhớ lại năm xưa, tôi phiêu bạt tới Lạc Dương Hà Nam. Trong lúc đại đao Dương gia kén con rể, thì tôi đã nhìn thấy có một loại vũ khí giống như vậy. Nghe nói là do cao thủ ngoại bang chế tạo, sức mạnh rất lớn, sánh bằng hỏa khí. Trời ơi, lợi hại vậy hả? Thiếu gì? Đồ ăn đâu? Đồ ăn tới ngay. Khách quan xin bất giận. Dạ, đồ ăn làm xong rồi, người đợi chút nha. Đợi hả? Lúc nãy ta đã nhắc người rồi, vẫn chưa đem ra. Dạ. Khách quan làm ăn nữa không phải không? Dạ. Ra ngay. Lưu đại nhân. Lưu đại nhân, tình cờ thật. Thần thống lĩnh hạnh ngộ cáo từ. Đừng đuổi nữa. Công phu người này rất giỏi. Các vị đều là anh hùng hào kiệt trong giang hồ, không cần vì chuyện này đắc tội triều đình đâu. Hắn chính là Lưu Tiến mà đại nhân nói sao? Đúng vậy. Nếu như vậy, hung thủ ở trong Thiết Lĩnh vệ. Giờ chúng ta phải điều tra kỹ lưỡng hơn, tuyệt đối không thể để Lưu Tiến chiếm thời cơ. Bánh bao đầy bánh bao. Thúc phụ, Thúc dắt con đi đâu vậy? Ý ân là Thúc nói thật với con, Thúc cũng không có tiền mai táng cho mẹ con. Nhưng mà vị Tiết đại phu ngày hôm qua không phải là người xấu, hay là con xin ổng đi, nói không chừng ông ấy sẽ giúp đỡ đó. Thúc phụ, con và Tiết đại phu không quen không biết, làm sao con có thể nhờ người ta giúp đỡ? Ý Thúc là kêu con mượn tiền của Tiết đại phu. Tiết đại phu đúng là một người tốt, nhưng làm như vậy cũng không biết có phải là... Có gì đâu, sau này con báo đáp cho ổng thì được rồi. Trước mắt con không còn một đồng, sau này còn chưa biết dựa vào đâu để sống. Con sợ người ta không tin tưởng chúng ta. Báo đáp không nhất thiết phải dùng tiền mà. Vậy dùng cách gì? Cái đứa nhà đầu này đúng là ngây thơ. Để Thúc nói thẳng luôn, Tiết đại phu là người quá vợ, đúng lúc đang muốn lấy vợ mới, gia cảnh cũng không tệ đâu, tính ra cũng là nơi nương tựa tốt á. Thúc phụ, Thúc đang nói bậy bạ cái gì vậy? Thúc cũng biết con tâm cao khí ngạo, nhưng mà con phải nhìn rõ thực tế đi, coi kỹ hoàn cảnh nhà mình. Cha con mất rồi lại bị hoàng thượng xử phạt, những thiếu gia có quyền có thế không bao giờ chịu lấy con đâu. Đủ rồi, Thúc không cần nói nữa. Ý ân à, Tiết đại phu không phải là người quá giàu có, nhưng gia cảnh đàng hoàng, mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng chuyện sinh con đẻ cái lại không thành vấn đề. Con cũng không chịu thiệt thòi gì mà. Thúc phụ, cha của con vẫn đối xử rất tốt với Thúc mà, tại sao Thúc lại đối xử với con nhẫn tâm như vậy? Thúc thật lòng thật dạ lo cho con thôi. Tiết đại phu chịu chọn con là phúc của con rồi, con đừng có không biết điều. Con muốn đi đâu? Không cần Thúc lo. Con đứng lại đó, con đứng lại đó đi. Cha mẹ con chết rồi, Thúc là Thúc của con. Hôn nhân của con do Thúc quyết định, chuyện của con và Tiết đại phu cứ quyết định vậy đi.
Thúc quyết định sao? Thúc làm vậy là đang đẩy con vào trong đống lửa đó. Một mình con lưu là khắp nơi thì có gì hay ho, sớm muộn gì cũng bị người ta gạt thôi. Đó mới là dạng kiếp bất phục. Thúc dám thề Thúc không kiếm chác được cái gì hay không? Thúc làm như vậy không phải vì con sao? Bây giờ không nhận bạc của người ta thì con lấy đâu tiền mai táng cho mẹ con đây? Nè, con còn dám đi, Thúc sẽ không lo chuyện của mẹ con nữa đâu. Nè. Ây. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân mở cửa ra đi. Lưu đại nhân mở cửa đi, tôi là Tào Ý Hân đây. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân mau mở cửa ra đi. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân, quản gia, làm ơn cho hỏi Lưu đại nhân đã trở về chưa vậy? Sao cô lại tới nữa? Mặc dù lão gia chúng tôi có lòng tốt, nhưng mà cô cũng không thể nhờ giả đại nhân hoài. Tôi muốn gặp Lưu đại nhân, tôi muốn gặp Lưu đại nhân. Tốt xấu gì cô cũng là thiên kim tiểu thư nhà đại quan mà, sao lại không hiểu chuyện vậy chứ? Muốn nói như thế nào thì tùy ông. Tóm lại, đây là lần cuối cùng tôi gặp Lưu đại nhân. Tôi cầu xin ông hãy giúp cho tôi, hãy để tôi gặp ông ấy có được hay không? Cô tưởng là tôi cản không cho cô gặp thật à? Tôi cho cô biết, lão gia chúng tôi có thể diện không tiện nói thẳng ra thôi. Thật ra đây đều là ý của lão gia đó, để tự bản thân cô nghĩ cách đi. Lưu đại nhân, con là Tào Ý Ân. Vậy. Con cầu xin người, xin hãy cứu con với, con thật sự không còn đường đi nữa rồi. Cấm miệng đi. Cấm miệng. Chúng ta đi thêm hả? Hôm nay chúng ta sẽ kể chuyện truyền kỳ về Thiết Lĩnh Vệ. Nói về truyền kỳ à, nói thẳng ra cũng chỉ là hai người đánh nhau mà thôi. À, nè 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 ông chủ, đừng có kể mấy chuyện nam nhân đánh nữ nhân nữa có được hay không? Có gì hay đâu. Ông hãy nói một chút chuyện tiền triều đi hả? Mọi người nói có phải không? Mọi người không cần quá sốt ruột, để tôi kể chuyện xong rồi cậu hãy nói chuyện có kỳ lạ hay không. Chuyện kể vào đúng hai ngày trước, tôi còn chú dán ngồi coi tuồng. Trong lúc người trên đài đang diễn, tự nhiên dưới đài xảy ra chuyện, một người đàn ông đuổi đánh một người phụ nữ. Nếu như nói chuyện hai người họ đánh nhau thì cũng không có gì để nói. Nhưng mà hai người này đánh qua đánh lại rồi đánh cả lên đài diễn luôn, chuyện này thật hiếm thấy. Nhưng mà đám người trong cánh hát cũng thật tình thấy đánh nhau mà cũng không sợ xảy ra chuyện. Nếu vở tuồng đó bị hai người đánh phá hỏng hết thì không có nói. Vậy mà họ không chịu dừng lại. Mọi người coi cả hai người này cũng không phải người thường. Trong người họ đều có công phu, cứ đánh hoài mà lại không hề biết mệt. Người nào thích quậy phá thì rất vui, lại lớn tiếng khen hay. Nhưng mà người nào thích coi thường thì họ lại không làm vậy. Họ đã lớn tiếng mắng chửi, cho nên trên đài dưới đài chỗ nào cũng vô cùng náo nhiệt, khiến cho chủ gánh ở phía sau rất nóng lòng. Chủ gánh tức quá bèn dắt theo mấy người võ nghệ ra ngoài khuyên can để họ tiếp tục diễn. Nhưng mà không ngờ người phụ nữ đó giống y như người đã có yêu pháp. Bà ta chỉ mới vòng quanh chủ gánh một vòng mà thôi, vậy mà chủ gánh đã chết luôn. Đó đẩy chủ gánh về phía người đàn ông đánh nhau với bà ta rồi quay người chạy. Về phần người đàn ông bị người trong gánh hát bắt lại trói cả tay lẫn chân. Người phụ nữ tự nhiên biến mất không tung tích. Mọi người nói như vậy có kỳ lạ hay không ha? Đúng rồi, đúng là kỳ lạ. Quay về chuyện chính, Tam Hoàng Ngũ Đế nào xuân thu. Trời ơi, làm chủ khách điếm đó đúng không phải là con hầu mà sợ người ta chết trong nhà mới đem bỏ ngoài đường như vậy. Bà ta còn có cô con gái nha, không biết đã đi đâu rồi. Tôi nói cho cậu biết, thật là đáng thương, tội nghiệp lắm, không ai quan tâm hết, thì chết rồi sao còn chết thảm như vậy. Cô ta không biết tên gì, ai đành lòng đẩy người ta ra ngoài đường như vậy, thiệt là tội nghiệp, đáng thương quá trời. Mẹ ơi, con gái của bà ấy, tại sao lại để mẹ của tôi nằm ở ngoài này như vậy? Mẹ ơi, cô nương à, cô không sao chứ? Cô nương, cô không sao chứ? Cô nương, mẹ đừng bỏ con. Cô nương mà mẹ à.
Trên đời này ai mà chẳng gặp lúc mẹ khó khăn. Tôi đã gặp nhiều người còn khổ hơn cô nữa kìa. Hay để tôi giúp cô có được không? Nè cô Nương à, nè cầm lấy bạc đi ha, khi nào có tiền thì trả lại cho tôi. Tôi cũng không biết tới lúc nào mới có thể trả lại cho bà. Tới lúc nào cô có thì lúc đó trả lại thôi. Nè mau cầm đi. Nè nè, dù sao thì cửa nhà của chúng tôi không bao giờ đóng. Nè cầm lấy đi. Mẹ. Trời ơi mẹ, cô Nương à, cô nhẫn tâm để cho mẹ của cô nằm ở ngoài đường ngoài xá vậy sao? Hey, đúng là bất hiếu mẹ. Đúng là bất hiếu mà. Nhìn bà ấy là biết mẹ hiền rồi mà sao lại chết như vậy? Mọi người nói coi có phải hay không? Có con gái như vậy quả thật là quá bất hiếu rồi. Nè cô Nương à, coi cô kìa. Ôi trời đất ơi, khóc thành ra như vậy rồi à. Nhanh lên nhanh lên, bây giờ cô mau cầm số bạc này, cô hãy mai táng cho mẹ của cô thật đàng hoàng. Ôi trời ơi. Nè cầm lấy bạc này. Nè an táng cho mẹ cô thật đàng hoàng nghe chưa. Ôi trời ơi, cô Nương thiệt là tốt. Vậy mới đúng chứ, vậy mới là hiếu thảo đó. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, ở trên đời này không có ai đáng tin cậy, phải dựa vào chính mình. Mẹ, mẹ yên tâm đi, cho dù thế nào con gái đều sẽ làm cho mẹ được ra đi thanh thản, ra đi vinh quang. Cũng được. Xin tiên sinh dừng bước, nói vài câu có được không? Mời tiên sinh nói. Có phải câu chuyện về gánh hát mà lúc nãy ông vừa mới kể là do ông bịa đặt ra có phải không? À, tiên sinh đừng trách. Vậy này là thống lĩnh Lục Phiến Bôn ở kinh thành, ông ấy về một vụ án đến vùng quan ngoại này. Yêu nữ mà ông ấy nói tới có khả năng là chủ mưu của vụ án này. Người kể chuyện chúng tôi cũng có lúc tự bịa chuyện, nhưng trước khi bắt đầu kể chuyện chúng tôi đều kể những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh, mà những chuyện đó đều hoàn toàn là người thật việc thật. Chuyện này xảy ra ngay trong Hỷ Phúc Thành, tang sự của ông chủ gánh hát kia đã tổ chức mấy ngày nay. Tôi còn quen biết người nhà họ nữa, tôi có thể dắt hai vị tới đó. Là thật hay là giả thì các người hỏi sẽ biết ngay. Làm phiền tiên sinh. Mẹ, cuối cùng cha mẹ cũng đoàn tụ, như vậy cũng tốt. Mẹ không cần phải chịu dày dò một mình nữa, cha mẹ cũng có thể chăm sóc cho nhau. Chớ nói nhân tình như cảnh đẹp,
chỉ sợ thu sang gió lạnh lùng. Trong phủ xảy ra chuyện chưa được bao lâu, thật không ngờ con gái lại được ném trải bao nhiêu toan tính bỉ ổi của lòng người. Thế thái lạnh lẽo, con gái đã không còn gì để lưu luyến nữa. Cha, nếu như kẻ đã sát hại cha thần lực hành chết rồi thì con cũng không sống nữa. Con sẽ nhanh chóng xuống đó với cha mẹ.